quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà xuống sắc trầm trọng khi nhiễm Covid-19, sức khỏe tổn hại khiến fan xót xa. Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà vừa chia sẻ hiện trạng sức khỏe bản thân sau 2 tuần chống chọi với bệnh Covid-19. Trong đoạn clip nói về hành trình điều trị Covid-19 tại nhà, Đỗ Thị Hà cho biết cô đã khỏe hơn vì được người quen tại Mỹ chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Ngay sau khi nhận được kết quả test PCR dương tính, người đẹp quê Thanh Hóa đã tức tốc thực hiện các biện pháp chữa trị từ xông hơi đến uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Cô còn nhắc nhở mọi người thường xuyên khỏi nước muối và tập hít thở vào mỗi sáng để phòng bệnh. Cô ăn nhiều hơn, bổ sung các loại trái cây cung cấp vitamin và uống nhiều thực phẩm có vitamin C. Tuy nhiên, nhan sắc của Đỗ Thị Hà vẫn bị ảnh hưởng khi nhiễm bệnh. Cô gầy gò, hốc hác hơn nhiều dù trước đó đã khá mỏng manh, quầng mắt thâm tím. Trong quá trình điều trị, cô còn gặp phải triệu chứng rụng tóc. Dù vậy, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết cô không để mọi thứ ảnh hưởng đến tâm lý, cảm xúc của mình. Cô tin sau khi sức khỏe hồi phục thì tóc sẽ trở lại trạng thái bình thường. Sức khỏe, nhan sắc của cô bị ảnh hưởng nhiều trong quá trình điều trị. Những ngày sắp khỏi bệnh, trông Đỗ Thị Hà đã tươi tắn và hồng hào hơn. Đỗ Thị Hà khoe cô sắp được trở về Việt Nam bên gia đình và đón Tết tại quê nhà. Cô cho biết đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để chờ ngày về Việt Nam. Cô cũng chia sẻ tóc rụng cả nắm khi nhiễm Covid-19. Trước đó, vì đêm chung kết Miss World bị tạm dừng phút chót do nhiều thí sinh mắc Covid-19, Đỗ Thị Hà đã rời Puerto Rico. Trước khi trở về Việt Nam, cô có vài ngày ở Mỹ tận hưởng chuyến du lịch ngắn ngày và tham quan những địa điểm thú vị trên đất khách. Tuy nhiên, cô đã nhiễm Covid-19 nên quyết định ở lại Mỹ thêm vài ngày để điều trị. Trong những ngày ở Mỹ, Đỗ Thị Hà đã thoát khỏi mác Hoa hậu Nông dân. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.